Diễm Sư xin chào mọi người, thì đây là một trải bài dành cho câu hỏi trong vòng 1 năm tới bạn và người này có còn gặp lại nhau hay không. Mọi người phải tự lựa thông điệp bởi vì đây là một trải bài chung không có trọng tụ nha. Rồi mới vô là đẹp rồi nè. Ồ, lá thứ hai đẹp quá, còn lá thứ ba nữa nha. Ồ, tính bốc có một lá mà ra hết cả hai lá rồi, trời, hai lá đẹp luôn. Rồi đó nguyên một cái hàng bài đẹp quá rồi. Đẹp quá thì Diễm cũng sẽ không có giải nhiều đâu nha, gặp lại. Thậm chí lại còn phát sinh tình cảm và hoặc là kháng khít hơn xưa nữa nha. Một trải bài rất là đẹp, đẹp cực kỳ. Thật sự là cái này gọi là sóc bài rồi, có thanh tẩy bài các kiểu mà rất là đẹp nha. Thôi đẹp quá, không có giải nhiều hay là bốc thêm một bộ bài khác nữa đâu. Thì đây là cái vòng trầm hương Nhiễm chỉ chú riêng cho mọi người. Mọi người cần thỉnh thì nhắn cho Nhiễm nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đôi lúc nghe lòng buồn trên sân.